Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Việt Nhật tối ngày 8 tháng 9 của Ohio. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nhật Bản phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Mew. Phương pháp cocktail kháng thể có dấu hiệu tốt trong điều trị bệnh nhân COVID. Cùng các tin tức khác về tỷ gia yên, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, chuyên mục điểm tin nhanh trong nước và thế giới sẽ được Ohio đề cập cho bản tin tối nay. Mở đầu là các tin tức đến từ Nhật Bản. Ngày hôm qua, mùng 2 tháng 9, toàn Nhật Bản ghi nhận 18.228 ca lây nhiễm COVID-19 mới. Tổng số ca lây nhiễm tính đến thời điểm hiện tại là 1.529.722 ca. Hiện ba thành phố đang dẫn đầu về tổng số ca lây nhiễm là Tokyo với 3.099 ca, Osaka với 2.501 ca, Kanagawa với 1.738 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến ngày 2 tháng 9 là 16.216 ca, trong đó có 66 ca tử vong mới. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 113.807.845 liều. Nhật Bản vẫn đang tăng cường hỗ trợ tiêm vaccine cho tất cả người dân. Nhật Bản đã xác nhận những ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể mới được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào loại biến thể đáng quan tâm. Bộ Y tế cho biết hai người nhập cảnh có kết quả dương tính khi xét nghiệm tại trạm kiểm dịch ở sân bay đã được xác định nhiễm biến thể mưu. Viện trưởng Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm Wakita Takaji kêu gọi cần thu nhập dữ liệu. Ông cho biết đang xác nhận được nhiều loại biến thể khác nhau nhưng cần chú ý đến những biến thể dễ lây lan hơn các biến thể khác. Tại Nhật Bản, trong số những người bị nhiễm COVID-19 đã được điều trị theo phương pháp cocktail kháng thể hay còn được gọi là hỗn hợp kháng thể được cho là có thể ngăn chặn sự trầm trọng thêm của coronavirus mới. 80% các triệu chứng đã được cải thiện. Dữ liệu này đã được công bố tại một cuộc họp giám sát do chính quyền thành phố Tokyo tổ chức vào ngày 2 tháng 9. Liệu pháp cốc tiêu kháng thể trong điều trị COVID-19 đã được chính phủ Nhật cấp phép vừa qua, được phát triển bởi công ty dược Regeneron của Mỹ. Liệu pháp này là sự kết hợp của hai kháng thể đơn dòng Casirivivep và Indivirep. Hiện tại, Tokyo đang gấp rút thiết lập một hệ thống có thể quản lý sớm ngay từ đầu, chủ yếu dành cho những người mắc bệnh tiềm ẩn. Hôm nay, ngày 3 tháng 9, do vùng mưa thu ngưng trệ ở các quần đảo Nhật Bản, nên sẽ xảy ra mưa ngắt quáng ở phía Tây và phía Đông Nhật Bản và phần phía Nam của Tohoku. Xin lưu ý rằng, có nguy cơ xảy ra mưa lớn hoặc rông tạm thời. Ở Kanto, nhiệt độ không vượt quá 20 độ C ngay cả vào ban ngày. Và ngay sau đây là các tin chính tại Việt Nam. Bản tin covid Tính từ 17 giờ ngày mùng 1 tháng 9 đến 17 giờ ngày mùng 2 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 11.186 ca ghi nhận trong nước. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 10.602, tổng số ca được điều trị khỏi là 259.324 ca. Trong ngày trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh COVID-19 ghi nhận 271 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2,1%. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng không thể sử dụng biện pháp phong tỏa mãi vì khó khăn cho nhân dân và nền kinh tế là rất lớn. Trong khi nhấn mạnh quan điểm trên tại buổi làm việc chiều 1 tháng 9 với hơn 70 nhà khoa học trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng nói phải đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh bằng tổng hòa các giải pháp. Mục tiêu của cả nước là không để dịch bệnh lây lan, có giải pháp thích nghi an toàn với dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong bằng vaccine và thuốc. Hãy cùng Ohio điểm nhanh những tin mới ở Việt Nam trong 24 giờ qua. Sau đợt giãn cách thứ ba, Hà Nội thiết lập 3 vùng nguy cơ theo các mức độ đỏ, cam, xanh. Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm soát người dân đi lại bằng cách kiểm tra tính hợp lý của giấy đi đường, kèm theo lịch trực của cơ quan và tổ chức, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Hà Nội phong tỏa khu dân cư 4.000 dân ở phố An Dương, phường Yên Phụ sau khi xác định một người phụ nữ dương tính COVID-19 shipper hoạt động trở lại ở thành phố Hồ Chí Minh, đơn hàng tăng nhiều so với đi chợ hộ. Tiếp đến là một điểm tin nhanh trên thế giới. WHO chỉ định virus đột biến thứ 9, Mustaine, là một loại đột biến đáng chú ý. Trung Quốc đe dọa tự do hàng hải ở Biển Đông với động thái ban hành luật an toàn giao thông hàng hải mới cho phép giới chức Trung Quốc từ chối quyền tiếp cận lãnh hải của họ đối với tàu thuyền nước ngoài bị xem là đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc. Ấn Độ ghi nhận hơn 47.000 ca Covid mới, mức cao nhất trong vòng 2 tháng, giữa những lo ngại về mùa lễ hội bắt đầu từ tháng này. Bão lũ tại Mỹ biến ga tàu thành thác nước, 46 người chết trong nhà và xe. Cuối bản tin là tỷ giá Yên Nhật, cập nhật đến 19 giờ ngày 3 tháng 9. Giá một Yên mua đang là 201.16 đồng bằng tiền mặt và 203.19 Việt Nam đồng bằng chuyển khoản. Yên Nhật đang có giá bán là 212.08 đồng theo Vietcombank tỷ giá theo các dịch vụ chuyển khoản khác. Quý vị vui lòng theo dõi trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin tối ngày 3 tháng 9. Hẹn quý vị vào số tiếp theo của bản tin Việt Nhật. Ohio xin kính chào và hẹn gặp lại!